Hôm nay mình sẽ tóm tắt 100 ngày MyRap BE 1.20 của mình nha. Và đây là MyRap BE chứ không phải PC. Vì trên PC nó sẽ rất là lag hơn. MyRap BE rất là nhiều nên mình sẽ chọn MyRap BE để quay video. Đến với thế giới mới thì công việc đầu tiên của chúng ta sẽ là chặt gỗ và lấy đá. Và cũng không quên việc lấy thức ăn. Mình sẽ cho qua nhanh ở những cái đoạn như thế này. Vì đây là lần đầu tiên mình làm theo kiểu 100 ngày nên sẽ có rất là nhiều sai sót. Thì mong mọi người bỏ qua. Còn việc chính trong 100 ngày này thì mình sẽ cố gắng đánh bại rồng Ender và lấy được cái cánh. Thế là xong. Mình sẽ lấy khá là nhiều than để dễ dàng trong việc đi mai. Ui ui ui. Đây hình ảnh của cái lò nó cũng đổi khác rồi nè. Nhưng mà này là resort bắt nha, chứ bình thường cũng có đâu. A few moments later. No rồi, giờ vô thôi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ui thôi má. Đến với cái làng thì mình xin mấy ổng á, cái ruộng cà rốt của mấy ổng. Mình được cái có ý thức hơn mấy anh trai ngoài kia. Thấy mấy ông dân làng vứt lúa tùm lum giữa đường nên mình sẽ dọn dẹp mấy ổng. Làng tuy không giàu nhưng mà được cái nghèo. Sau đó thì mình lên giường ngủ và skip qua một ngày. Ngày hôm sau thì mình bắt đầu cất đồ và chuẩn bị đi mai. Đi mai thiếu cái gì chứ không được thiếu gỗ. Đi một hồi thì mình nhận ra là cây hoa anh đào nó sát bên chỗ mình luôn. Ngon vãi, và dưới đây có cái hang. Số lượng gỗ hồi nãy là không đủ nên mình phải tiếp tục đi đào thêm gỗ. Đặt giường để xét spam. Giờ thì tìm cách xuống thôi. Xuống đây thì mình thấy một cái cổng địa ngục bỏ hoang, trong đây có cái nón. Thường thì sẽ có hai cục vàng nhưng mà ở đây chỉ có một thôi, khá là cùi. Còn dưới đây thì mình thấy một cái hầm mộ bỏ hoang cũng được. Khi mai xong thì mình bắt đầu đi lên. Đây là cảnh mà mình không muốn cho mọi người biết. Nhưng mà sự thật thì vẫn ông cha ta có câu là ngã ở đâu thì gấp đôi cho đó. À nhầm, ngã ở đâu thì đứng lên cho đó. Mình lại phải tiếp tục thăm ngàn kẹt ngừng. Những viên kim cương đầu tiên. Mà sao chỉ có một cục thôi vậy? Khi được chiến lợi phẩm là một viên kim cương thì mình bắt đầu đi về và skip qua một ngày mới. Đến với ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng kiếm cho mình một cái ngôi nhà. Đâu, xây chứ.